ngày mùng 1 và ngày mùng 2 tháng 6 năm 2019, dòng Đa Minh Đoan Sa tổ chức ngày họp mặt ơn gọi cho các em thanh nữ đến tìm hiểu về hội đoàn. Đợt này có khoảng 140 em tham gia, và đây là những cảm xúc của các em khi lần đầu đến với hội đoàn. Con cảm thấy là rất là hứng phấn khởi và rất là muốn tham gia được một lần nữa. Thế là con sẽ đi được con đường này. Cảm ơn con. Các dì và các chị chào đón rất là nồng nhiệt, cởi mở làm cho con cảm thấy thích thú. Tóm lại con cảm thấy rất vui mà mọi người cũng hòa đồng với nhau lắm, đoàn kết rồi yêu thương nhau lắm. Con rất là hạnh phúc khi được đến đây, vì đến đây các dì cho chúng con gặp, học được nhiều điều hay, rồi gặp được nhiều gương mặt mới, rồi trải nghiệm được nhiều trò chơi, và từ đó chúng con cảm nhận được sự sống cộng đoàn, tình yêu thương của các chị trong dòng Đa Minh và học hỏi được nhiều điều từ các chị. Qua hai ngày vừa qua thì con cảm thấy rất là vui khi được chơi cùng với mấy bạn. Hai ngày đó con có thêm được nhiều bạn hơn, và nhất là ngày thứ hai hồi nãy chơi rất là vui, tất cả mọi người đều nhiệt tình chơi hết. Cảm thấy là rất vui khi được lên gặp gỡ mọi người, được quen biết các dì, các chị thịnh sinh đã giúp đỡ chúng con rất là nhiều, tạo điều kiện cho chúng con vui chơi, rồi trong những giờ sinh hoạt dạy cho chúng con về ơn gọi. Các chị ở đây rất là hòa đồng. Dạ con nên con rất là vui khi được đến đây họp mặt cùng các bạn và các quý dì nữa. Và con rất là cảm ơn sự chú tâm chu đáo của tất cả các dì và các chị đã dành cho chúng con, nhất là tổ chức rất là nhiều trò chơi cũng như là những chương trình rất ý nghĩa để chúng con tham gia. Từ hôm qua tới giờ thì cũng rất là mệt mỏi, nhưng mà tinh thần hăng say và hào hứng, và cảm thấy rất là hạnh phúc khi được ở đây. Cầu nguyện cộng đoàn yêu thương kỷ luật